Ok, thì rất là nhiều bạn hay hỏi mình là mất bao lâu thì mới điều được cục bột như anh điều ha, điều bột như điều đào. Thì nếu các bạn từ mai mò từ luyện tập thì anh nghĩ chắc mất vài năm nhé. Còn nếu các bạn mà được đào tạo, được trang bị một cái kiến thức về bột, về kỹ thuật đắp, về xử lý bột thì mất tầm khoảng 1 đến 2 tuần thì các bạn có thể đắp được như vậy. Ghê. Nói tóm lại đơn giản như thế này nè, không biết thì hỏi, mà muốn giỏi thì phải chịu khó bỏ tiền đi học ha. Thì các bạn nào mà muốn học mà đắp bột từ cơ bản cho tới design thì cứ tham gia vào cái group bột hoặc cái lớp học bột online của mình ha. Có số điện thoại bên trên màn hình ha, các bạn có thể nhắn tin để được mình tư vấn kỹ hơn ha. Đó. Còn nếu các bạn nào mà muốn tiết kiệm supply để mix ra được những cái bột màu đẹp như vậy, cực dễ đắp, cực dẻo và đẹp mà tiết kiệm supply, thì tham gia vào khóa học mix bột online nhé. Thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Thì các bạn chịu khó ha, đầu tư một xíu để cho cái tương lai sau này mình, cái công việc của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Thì các bạn nào muốn tham gia thì cứ liên hệ vào số điện thoại bên trên màn hình nhé. Rồi, thank you mọi người. Chúc mọi người sớm thành công nhé.